là mình không nghe tin tức gọi cho con không được luôn hả chị? Không, điện cho nó không được. Chỉ có cái bữa đó thì nó kêu mẹ ơi con bóp bóp rồi mẹ cứu con với, nghe một lần đó thì thôi, điện lại không được. Dạ rồi, em xin phép chào chị nhá. Chị có thể giới thiệu là chị tên là gì? Trương Thị Thanh Thúy. Chị Thúy là nhà ở đâu? Nhà ở Kinh Đào, Phú Thuận, Thọ Sơn, An Giang. An Giang ha. Là hiện tại là chị Thúy đang ở An Giang hay là ở đâu? Là ý là đang là ở dưới quê luôn đúng không? Vậy là từ An Giang chị về Bình Dương. Chị về đây là chị nhờ giúp đỡ gì đấy? Nhờ giúp đỡ tìm con. Tìm con. Con chị tên là gì? Tuấn Trương Dương Khánh. Bé nhiêu tuổi rồi chị? 20 tuổi. Bé là sao, bỏ đi? Và bỏ đi lâu chưa? Bỏ đi cũng gần tháng rồi. Thì đang làm vậy đó, rồi nghe được một cú điện thoại là cháu bỏ đi luôn tới giờ. Là lúc bỏ đi là bỏ đi ở đâu chị? Bỏ y ngay cái tiệm làm á. Ý là ở tỉnh nào á? Ở tỉnh Long An. Ở Long An. Là con nhà mình làm việc ở đó được lâu chưa? Làm việc ở đó thì làm được lâu chưa chị ha? 5 tháng rồi. Làm ở Mỹ Tho là 2 năm rồi, cái nó giờ về Long An là 5 tháng. Làm ở đó là làm một mình hay có bà con dòng họ, anh em gì làm ở đó không? Làm ở đó là cái anh đó là quen, cái chủ đó là quen, làm nó giao cho nó quản lý qua đó mà. Quản lý luôn? Quản lý luôn. À, vậy là đùng chút cái là gọi điện thoại cái là bỏ đi luôn. Ờ, đùng chút là điện thoại đi luôn, rồi cái ông chủ là cứ tưởng là cháu về quê. Dạ, rồi sau đó sao, sao gọi cho chị hả? Rồi mới gọi cho em, rồi em mới biết là cháu bỏ nhà đi, chứ cứ tưởng là cháu đi chơi thôi à. Dạ. Rồi tới mà đám ma của bà nội cứ nhắn tin cho cháu hoài không được, mà điện thoại cũng liên lạc được. Nó cụ thể là con nhà mình bỏ đi tới nay là bao nhiêu ngày rồi chị ha? Một tháng rồi đó. Một tháng rồi. 15 ngày, ý bữa 15 rồi, bữa nay mười mấy rồi. 15, hôm nay là ngày 11 rồi, gần tháng rồi. Gần tháng rồi. Là mình không nghe tin tức gọi cho con không được luôn hả chị? Không, điện cho nó không được. Chỉ có cái bữa đó thì nó kêu mẹ ơi con bóp bóp rồi mẹ cứu con với, nghe một lần đó thì thôi, điện lại không được. Bây giờ chị đang sợ nhất con mình gặp điều gì đây? Thì em sợ nhất là con mình nó sợ bọn lừa đảo nó dụ con mình, nó buôn bán con mình thôi. Rất sợ đúng không ạ? Rất sợ. Là hôm nay chị về đây với ai? Hay có mình? Ý mình à. Ông xã đâu? Không có, ông xã ở quê á. Sao lại không đi cùng với chị mà để chị một mình mà lặn lội từ An Giang lên Bình Dương đây? Thì ông kia là nó đi chơi vài ngày nó về thôi, nó đâu nghĩ là nó đi, nó mất tích như vậy. Ôi trời ơi, sao ông xã nói chuyện kỳ á? Ông cũng là kêu để từ từ ông đi kiếm, ông nói vậy thôi à, ông cũng cho mà nấy nữa. Không cho chị đi kiếm luôn? Không. Rồi mình mới lên, mình cũng lên đây nhờ cùng đồng mạng chia sẻ với giúp để mình tìm lại con mình. Ông xã, chị có biết được các sự việc và tình trạng cám dỗ việc nhẹ lương cao cũng như lừa bán qua Campuchia hiện nay không? Chồng của chị có biết những vấn đề đó không? Thì mình nói mà ông kêu mừng gì mà nó lừa, nó lớn rồi mừng gì mà lừa. À, ông cứ nói vậy thôi, chứ còn mình là mình đã biết mình đã sợ bị lừa rồi. Khi mà mình biết được là mình đã sợ là con mình đã bị lừa. Ông xã, chị là làm công việc gì? Ông bây giờ ông ở dưới quê, ông đâu ông làm gì đâu đâu. Ủa sướng vậy hả? Làm hồ, làm bọng gì, ai mướn gì thì làm đó thôi. À, vẫn có đi làm chứ đúng không ạ? Mà từ hôm giờ mấy tháng nay bà nội bệnh rồi, nuôi bà nội bệnh rồi, bà nội mất rồi, bây giờ đang lo ấy thì đâu có đi làm gì đâu. Là có chị với con trai làm thôi. Chị được mấy người con? Được một thằng con à. Trời ơi, được một cậu con trai này thôi đúng không ạ? Nhìn rất là khôi ngô tuấn tú đẹp trai mà. Giờ bây giờ là lao động chính là con trai. À, con trai nó đi làm nó vẫn gì cho mẹ. Bây giờ em cũng bệnh hoạn với đâu, vợ con nó cũng đi làm. Chị có làm gì ở quê không? Thì cũng đi buôn bán vậy đó. À, buôn bán hả? Mình kinh doanh gì hả? Nguyên nhân gì đâu thì cái bán hàng đồ chơi trẻ em rồi vậy thôi. Ồ, bán đồ chơi trẻ em rất là được mà. Bây giờ bán được, bây giờ bán ế lắm. Sao thế? Giờ bán chậm lắm. Kinh tế bây giờ khó khăn thì bán chậm lắm. Tình hình kinh tế khó khăn toàn cầu. Bán bây giờ là trời ơi, ăn sủ sống qua ngày rồi thôi, nhiều lúc phải đổ nữa. Ở dưới quê thì chắc cũng họ ít mua hơn bán ở những cái trung tâm thành phố ha. Thì bán thì không, chị vẫn giỏi đấy. Vậy là bây giờ là cái tình hình là bỏ hết công ăn việc làm hết rồi để đi kiếm con. Đi kiếm con. Vậy là ông trước khi đi là ông xã cũng không cho đi, nhưng mà chị quyết tâm đi.
quyết tâm đi thôi, chứ còn ông kêu là để từ từ ông đi kiếm thôi, chứ còn em tự quyết tâm tìm hiểu đi kiếm thôi. Chứ còn bây giờ con bỏ đi như vậy mà mất tích như vậy, mình không đi kiếm thì từ từ lúc nào nữa đây? Bởi vậy con nhà mình có ngoan không? Ngoan, nó đi làm thì nó cũng ngoan, chứ cũng không đi chơi bời. Cái chủ tiệm này rất là thương, không có chơi bời gì, kêu rồi nó làm nó xong rồi là ở nhà nó chơi game đi đâu không, mà chỉ có nghe được cú điện thoại của con gái điện thì mình cứ nghĩ là nó đi theo bạn gái thôi, nghĩ chơi thôi, mà điện cho bạn gái thì không được luôn. Cái số đó là số mình có biết số điện thoại đó không? Biết số điện thoại. Đầu số là số bao nhiêu? Số điện thoại đầu số là 08. À 08 hả? Tôi là 10. Đợi tí chị cung cấp cái số số đó cho anh em nhé. Dạ. Vậy là con trai trong quá trình gần một tháng trời không có một tin tức gì. Cái sự việc này mình đã trình báo cơ quan chức năng công an cho chị? Có rồi. Báo rồi đúng không? Ở dưới địa phương rồi. Đúng rồi, phải báo thôi. Bởi vì trong cái câu chuyện này nó có rất nhiều điều bí ẩn, chưa biết được con nhà mình đi đâu và như thế nào đâu. Chị là chị nghe ông chủ nói là nhận được cuộc gọi rồi bỏ đi thôi đúng không? Nghe được cuộc gọi cái bắt đầu á. Tức là ông chủ chia sẻ lại với chị như vậy thôi đúng không? Ông chủ thì chia sẻ lại như vậy, nó cứ nói là cứ tưởng là bà nội bệnh rồi nó về nó thăm bà nội thôi. Chị có thể xin lại cái đoạn trích cam mà cái lúc con trai mình nghe điện thoại được không? Xin được không? Trích cam nhờ ông chủ á, cho cái đoạn trích cam mà con trai mình nghe cái cuộc điện thoại đó. Nghe bây giờ luôn hả? Không, ý là tí là xong rồi á. Dạ dạ, chị về chị bảo ông chủ điện, dạ. Ông chủ trích cho cái đoạn ca mà cái lúc cuộc gọi cuối cùng của con trai mình nghe được ạ. Dạ. Gửi cho anh em để anh em dạ. Có thêm cái thông tin. Dạ, ở dưới đó thì chắc cũng có camera, chắc cũng xúc. Đã là quán, đã là tiệm, đã là cửa hàng là phải có camera rồi nhá. Bây giờ camera là bà con cô bác nhà riêng thôi cũng đã lắp rất nhiều rồi, hầu dạ, như là dạ. Ai ai cũng phải lắp rồi. Dạ. Còn cái ở tiệm là phải có là đương nhiên. Dạ. Rồi cái nó y à, cái mà chung ông chủ cũng hay nữa, cái nó ông chủ nói vậy thôi à, chứ ông chủ cứ tưởng là nó linh linh nó về quê rồi cũng không điện, rồi mình thì mình cứ tưởng vậy là ông chủ là người báo cho chị đúng không ạ? Ông chủ là người gọi điện, ông chủ là báo rồi mình cứ tưởng là nó ở trên này làm, rồi ông chủ thì cứ tưởng là nó về quê. Con nhà mình trong quá trình đi làm trên đấy là có thường thường gửi tiền về nhà không? Có, tháng nào á thì nó cũng gửi cho mẹ một chiều gửi hết á. Thì từ hôm tháng Tết nó mới không gửi thôi. Tết chắc để sắm Tết ha. Không, Tết là nó kêu là nó để tiền cho mẹ lì xì rồi Tết mẹ về. Mà tại vì mẹ mắc công chuyện đi lên ông ngoại trên Đồng Nai ăn Tết với ông ngoại. Ồ, từ An Giang lên Đồng Nai luôn hả? Tại vì ông ngoại ở trên đó rồi cái không về. Cái nó mới mùng 8 tháng 3 rồi còn đi lạc. Nó kêu mẹ con sẽ gửi tiền cho mẹ mới mùng 8 tháng 3 này nè. Nó chúc mừng 8 tháng 3 cho mẹ rồi nó còn nè. Nó để con gửi tiền cho mẹ, gửi quà cho mẹ tới giờ rồi qua 15 rồi. Tới 20 rồi không liên lạc được nữa. Cổ chi bị cái gì kia mà sao bầm dập hết vậy? Nó bị nấm á. À. Chứ em tưởng hay là ông xã lại tác động vật lý tay chân tới thì thua luôn rồi. Dạ không có. Chị hãy nói một điều gì đó với con trai của chị đi. Hy vọng con trai của chị xem được video này, hoặc là cô chú anh chị xem được mà biết được cái thông tin của con trai của chị thì nhắn con trai của chị sớm quay trở về. Chị nói Khánh ơi, mẹ chỉ mong con á quay về thôi, đừng có ham đi làm ở đâu hết trơn á, mẹ chỉ mong con đi về nhà với mẹ thôi, mẹ đang đi tìm kiếm con. Em sợ là con trai, sợ rằng là con trai của mình là khi nghe cuộc gọi điện thoại đấy có thể là bị sập bẫy đấy, sợ rằng sập bẫy bị dụ dỗ làm việc nhiều ở việc nhẹ mà nhiều tiền này đấy. Chứ mẹ cũng không mong gì hết trơn, con mẹ cũng không mong đi làm gì hết, thì hồi nào giờ là cứ sợ là đã dặn con trước khi rồi, nó con ơi con làm yên một chỗ nha, con đừng có mà đi đâu hết, dặn hả đã dặn bao nhiêu lần luôn á, mà nghe cú điện thoại xong rồi. Hy vọng rằng là con trai của chị xem được video này và sớm quay trở về để đoàn tụ với chị, và cho dù ở bất kỳ nơi nào, trong hoàn cảnh nào thì cũng phải liên lạc, phải báo tin cho gia đình để gia đình có cách có hướng để mà đưa con trai của chị quay trở về. Dạ. Dạ thưa cô chú anh chị, thì nếu cô chú anh chị có thấy em trai như trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Thanh Hải 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải giúp cũng như là đưa em trai sớm quay trở về đoàn tụ cùng với gia đình. Thì cái sự việc của chị thì anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải đã ghi nhận và cố gắng hết sức để giúp đỡ gia đình nhà mình, giúp đỡ hoàn toàn miễn phí chị nhé. Thì hôm nay chị về đây nhờ anh em quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con. Chị có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con trai mình không? Dạ có. Cuối video này em chúc chị
chúc gia đình nhà mình nhiều sức khỏe. Và cái điều đặc biệt là con trai của chị sẽ sớm quay trở về một ngày gần nhất nha. Cảm ơn ạ. Em xin phép chào chị. Dạ em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.